Nghệ sĩ Thanh Hằng ở tuổi 63 hy vọng sẽ gặp được mối tình tươi hơn một chút xíu. Nghệ sĩ Thanh Hằng trải qua nhiều trắc trở cả trong sự nghiệp lẫn đời tư, chị giấu nỗi đau buồn tận cùng con tim 15 năm để được quay trở lại sân khấu, đứng trên sân khấu một lần nữa. Nghệ sĩ Thanh Hằng là cái tên lớn của bộ môn nghệ thuật cải lương thời Hoàng Kim. Năm 1982, khi tham dự liên hoan sân khấu toàn quốc, chị đoạt giải A1 sau một thời gian dài kéo đoàn tình. Nghệ sĩ Thanh Hằng lại về thành phố đầu quân cho nhà hát Trần Hữu Trang và liên tiếp mang về những huy chương, giải thưởng xuất sắc cho đoàn. Trong đó phải kể tới vai mẹ Sơn trong Sũ Áo Bụi Đời. Đoạt huy chương vàng giải quốc tế, nghệ sĩ Thanh Hằng nổi tiếng với nhiều vai diễn đề đời, trong đó phải kể đến Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, diễn cặp với nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hay vai Mỹ Hạnh, vợ người tình không cô đơn. Năm 1984, chị kết hợp với đoàn cải lương Hồng Nhung của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, tham dự liên hoan giải thưởng Trần Hữu Trang, một trong giải thưởng uy tín bậc nhất trong giới cải lương. Tuy nhiên, đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nghệ sĩ Thanh Hằng bất ngờ bỏ nghề, theo chồng sang Úc định cư sau 15 năm trời. Chia sẻ về bước ngoặt này, nghệ sĩ Thanh Hằng đã bật khóc trong chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu. Chị kể, hạnh phúc sân khấu, hạnh phúc khán giả, thương tôi nhiều quá nhiều. Từ lúc tôi ở Việt Nam đến khi ra nước ngoài rồi quay trở về, nhưng hạnh phúc cá nhân của tôi thì kém may mắn. Khi sang Úc, tôi chỉ nghĩ mình gác lại sự nghiệp một thời gian ngắn, đợi các con khôn lớn một chút thì hãy quay trở lại. Bởi thời điểm đó tôi đã được ban lãnh đạo hồ sơ phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Qua Úc tôi ngỡ ngàng lắm, cuộc sống không như ở Việt Nam. Ở Việt Nam tôi chỉ việc đi hát, không lo chuyện trong nhà, nhưng qua đó phải quản xuyến hết mọi thứ trong gia đình. Tôi nghĩ khi qua đó sắp xếp xong thì về lại Việt Nam, nhưng không ngờ thời gian không cho phép, tôi phải đưa đón các con đi học, lo cơm nước nhà. Thời gian trôi đi mãi lúc nào không hay, tôi nhớ nghề làm ngủ không được, nhiều đêm tôi cứ nghĩ mình trễ tuồng, làm mặt rồi giật mình thức giấc. Nhìn quanh phòng tự hỏi mình đang ở đâu đây. Một lúc sau mới nhận ra là mình đang ở Úc. Tôi muốn quay về lắm, nhưng nhìn lại con còn nhỏ quá, chúng nó đang sống trong vòng tay mẹ, tôi đi ai lo. Làm kẻ ly hương, đã đi làm khó quay về, không phải có tiền mua vé máy bay mà có thời gian, cuộc sống sinh hoạt không cho phép mình bỏ con đi như vậy. Nhiều chương trình mời tôi, cả ở Mỹ nữa, nhưng phải gác lại hết, tôi mất 15 năm như vậy. Kể về cơ duyên quay lại với nghề, nghệ sĩ Thanh Hằng nói, khi con gái út 17 tuổi, nó bảo mẹ ráng đợi con 18 tuổi. Cho con trưởng thành, học xong rồi mẹ về Việt Nam đi hát lại, bởi nó thấy cuối tuần, trước các con đi chơi, tôi thường cầm các bét nhạc, lên xe mở, mình ca diễn, khóc cho đã xong chở con về. Cuối năm 2016, năm bé út 18 tuổi, tôi tham gia một số diễn ở Úc, cùng nhiều nghệ sĩ ở Việt Nam qua. Tôi diễn chung với Hoài Linh, Hoài Linh bảo tôi, chị hai về đi chị hai, có mắm ăn mắm, có muối ăn muối, con cái lớn rồi, chị về vài tháng rồi chạy sang với con vài tháng. Con tôi lúc đó cũng ngồi đó, nghe thấy và bảo, mẹ về với cậu bốn đi. Xong show đó, Hoài Linh mua vé máy bay cho tôi về nước. Tuy quay trở lại sân khấu nhưng hạnh phúc riêng tư của nghệ sĩ Thanh Hằng lại trắc trở. Ở tuổi 63, nghệ sĩ Thanh Hằng cho biết chị muốn sống nghệ thuật cho sân khấu, cho khán giả yêu thương, chứ không dám nghĩ tới chuyện yêu đương. Tôi không dám nghĩ tới chuyện khác, kể cả bây giờ có yêu thương, tôi cũng không nhận. Dù các con rất thoải mái, chúng bảo mẹ vui là con vui, nghệ sĩ Thanh Hằng nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.